Rồi, xin chào mời cô bác anh chị em các bạn ha. Thì đi nãy giờ kiếm mấy bãi luôn mọi người, đi câu cần máy mà không có bãi câu rồi. Cái giờ trường mới móc lỗ trường câu đài nè. Đó, vô cái khu bên đây trong ba vôi nó bít lục bình hết á. Trường móc đài ăn lỗ. Thả câu đài thử cái dính đường con nè. Đó, trường tính câu máy mọi người, trường trộn cám luôn sẵn gì đó. Rồi câu mà không có lỗ rồi, không có chỗ rồi, giờ mình câu lỗ rồi câu đài một chút đi, hả, đi kiếm chỗ câu trường máy. Dễ gì. Nắm cọng dây á, đừng có nắm cái đầu. Cần, nắm cọng dây á. Không tiêu kìa. Rồi không coi nữa, đang lắm móc cái mồi cần này. Quẩy đâu vậy? Cái gì vậy? Nghĩ hả? Không ngon hả? Xéo cái bẻ mấy cái này. Lo ăn nó kìa 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 kìa. Nhổng thao lụm mày nè. Lụm mày. Lên nữa mọi người, nó nó. Thôi. Im nghe, im nghe. Im. Gạo gạo rồi. Có nhớ rồi, có nhớ rồi. Mừng. Rồi lâu lắm rồi chưa mấy câu đài á mọi người. Câu đài là giật cá này cũng đã. Lúc thao luôn. Dễ dễ vậy ta. Nó ăn rồi. Không lấy cá rô sao? Không, cá trà ăn cái này là cá trà rồi. Kiểu này. Kiểu này cá trà rồi. Ôi cái gỗ của bự. Đây. Lúc thao luôn. Rồi vừa lo tới đó buông rồi. Sao cấm? Ủa sao nó không nổi thao lên nữa? Ê, lộn. Gô luôn. Gô ổ luôn. Ừ, cá gô luôn. Lụm con cá gô nữa mọi người. Chơi buông rồi. Dễ trong. Ê, bự, con này bự kìa. Nặng. Cá trai. Thấy không? Chà bự luôn á nhỉ. Bự vừa hả? Ở dưới nè. Trời ơi, lo lúc thao chạy. Gặt có được không? Dưới một bình, lo luôn nè. Nhưng mà dưới con cổ được bình được không? Để lo được. Được. Rồi, lên coi. Đây mọi người ơi. Hàng nha. Lâu ấy cần cho lên luôn rồi. Con này trăm trọng được nha. Rồi nó quấn vô dây mình lớn chưa rồi. Vô cái chưa, vô cái không. Đừng lo chừng đó giùm anh ơi, mình kia kìa. Lo cho luôn. Này dướng nè. Đồ ta. Nó bám vô cọng dây này nè. Rồi. Cần tay mà giật con bơi lớn này cũng đã nha mọi người. Cũng cảm giác lắm luôn á. Đó. Phê.
lôi được cho con cái mà giờ không kịp gắn chịu. Quá nhờ. Ê, sao lại mất xíu kìa. Lắm mày, lắm mày. Có gô gì vậy? Ừ, có cha. Dừa. Nè. Đang lôi qua buộc tàu dừa. Dúng nữa nè. Còn cá không? Còn. Bạo lực quá. Dạ. Ủa? Còn kìa. Bằng bỏ nhỏ luôn à. Đây. Ê. Nó thao luôn. Chờ lâu cho. Lắm rồi, cái gô hay rồi. Ôi, cha nữa. Đây. Cái này bự bự hơn rồi đó mọi người. Nè. Mình câu đài mà dính mấy con này giật giật cũng đã tay nha. Nó thao luôn. Lụm rồi. Kể đi. Có ăn dính gì là vui nha. Kiểu mà không mớm là chuyện vui mọi người. Đó. Ê, nó tư kìa. Lắm rồi. Trời ơi, Hugo nè. Hugo nha mọi người. Rồi, dính hơi nghỉ luôn mọi người ơi. Đây nè, trường tức quá à. Mọi người thấy cái lỗ ngoài đó không? Cá lộn nó giờ quá trời luôn mà lục bình nè. Nó ra xa kiểu gì nè, có cọng dây ngoài đó nữa. Mình không có quăng câu ra đó được. Thử quăng phải mà kiểu mà không có dây ha. Mình quăng ra ngoài đó câu rồi bọn đám có cá ăn liền. Thôi, lỗ này nãy giờ dính quá trời dính, giờ nó nghỉ ăn rồi. Chắc hơi nghỉ luôn quá. Đây, thành quả nãy giờ nha mọi người. Thì cá này sống truyền về trường thả hầm ha. Dính đâu nãy giờ cũng có chục con à. Thì nói chung là bây giờ giải trí á, chủ yếu là trường đi câu dính cá thôi. Nhiều khi chất lượng không bằng số lượng ha. Rồi, vậy thôi, hẹn gặp lại mọi người ở video sau nha.